Dạ, đây là cây mai ghép cúc họ Hương đó quý cô chú anh chị. Hoa thì từ 20 đến 40 cánh và dạ, hoa rất là to đẹp luôn. Cây nở rộ lên thì rất là đẹp nè quý cô chú anh chị. Đây là cây hoa cúc họ Hương. Cúc họ Hương đó quý cô chú anh chị thì hoa cũng thơm như những cái loại mai khác. Thì từ 20 đến 40 cánh thì hoa khá là to. Hoa thì được cỡ hai đống tay nè quý cô chú anh chị. Cái đường kính của hoa là cỡ hai cái ngón tay và hoa nở đồng loạt rất là đẹp luôn. Hoa mọc thành từng chùm rất là đẹp. Những cái loại mai ghép á, thì là hoa nó sẽ mọc thành nở thành từng chùm như thế này nè. Tết thì có một cây mai thì chân ở trong nhà thì mang đến sự may mắn hạnh phúc. Dạ rất là đẹp luôn á cô chú anh chị.